Chào anh chị mình nha. Hôm nay Hiệp giới thiệu cho anh chị mình lô đất này có tổng diện tích là mẫu 6 nha anh chị. Mà miếng đất này thì mặt tiền đường bê tông, đất nằm hai bên đường nha anh chị nha. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là như anh chị nhìn thấy là đây là con đường này nè. Là mình đi liên thông nha, mình chỗ chừng 70 mét là mình ra con đường lớn là rộng rãi 10 mét nha. Rồi mình đi ra thác ba giọt, rồi mình đi du lịch đùm lum nha anh chị. Đi các hướng nha. Còn đất mình là nó có dọc đây, nó có suối nè anh chị thấy không? Đó, đây là con suối mình, là nước này quanh năm luôn á. Thấy không? Đất thì trồng nhãn. Còn đường này thì mình cũng đi liên ra xã rồi luôn được luôn nha anh chị nha. Đó, anh chị nhìn đi. Rồi giờ hả, ở đây nè, nước suối nè anh chị. Đã lắm. À, nó chảy quanh năm nha anh chị nha. Mình có căn nhà cấp 4 nè. Rồi mình có điện nước đầy đủ luôn nha anh chị. Đó. Thì đất mình đây anh chị thấy không, đường bê tông nè. Rồi chạy dài lên đó luôn, đất mình nằm hai bên đường. Là một mẫu 6, tổng diện tích là mẫu 6. Đó, suối thì nó đẹp rồi, anh chị mình thích hợp nào mình mua cái này mình phân xào cũng được, hoặc là anh chị mình phân xào mình chia cho bà con ha. Rồi hoặc là mình về đây mình làm nghỉ dưỡng cũng được. Đó. Suối nó chạy dọc theo mình độ đâu đó cỡ chừng 150 mét ngang. Đất mình thì nó bằng như vậy nè anh chị, đó vườn nhãn. Nhãn này thì nó cũng còn nhỏ thôi. Còn cái miếng bên giáp ranh với mình thì có nhãn lớn rồi đó, người ta giăng lưới lên anh chị thấy không? Đó, trái dữ lắm luôn á. Còn đất đây thì nó bằng trang đẹp. Đó, anh chị mình xem đi. Bảnh này nó thích hợp cho anh chị nếu mà thích về đây mình làm nghỉ dưỡng á, mình chia xào nhỏ 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 cũng hay ha anh chị ha. Cứ sổ hai xào vậy đó. Đó, nước suối nè mình ngồi câu cá đồ này kia thoải mái. Còn đất thì mặt tiền đường bê tông rồi, hai bên đường. Đó anh chị nhìn thấy không? Đã không? Dừa nhãn bên đó trái dữ lắm anh chị. Ở đây mình thuộc Định Quán Đồng Nai nha anh chị. Mà gia chủ mình bán tính ra như vậy là nó là giá là 600 triệu một sào ha. Đó, tức là 600 triệu 1.000 mét vuông. Đó. Nhưng mà bán hết chứ không có bán lẻ nha anh chị nha. Đó. Đường này thì mình đi liên thông ra luôn, ra thị trung tâm thị trấn rồi luôn ha. Đó, rất đẹp luôn, thông thoáng ha. Rồi nhà luôn, mình có nhà cấp 4 luôn. Đó, nhãn mình đây nè, nó cũng năm nay mình được bói rồi nha. Năm nay mình được bói rồi nha anh chị. Đó là bự vậy đó, anh chị thấy không? Đó. Còn bên kia là người ta năm nay người ta đang thu hoạch nè, người ta giăng lưới là nó sợ mấy con dơi đồ này kia nó ăn anh chị. Có nhiều anh chị nói ở trong rừng trong rú với này kia, rồi đất đai đang đóng băng với đứng này kia, không ai mua này kia, ma mua chó mua gì đó. Nói thiệt, mỗi người nó có cái nhìn nhận công việc nó khác nhau anh chị ạ. Duyên Hiệp nghĩ là cái đất này đương nhiên là nó theo thời điểm và tùy theo vị trí thôi, chứ còn cũng có nhiều anh chị người ta đang thủ tiền, ta chờ bắt đáy. Nhưng mà thật sự bây giờ đối với đất bây giờ là hả, đa số là người ta có tiền người ta mua, người ta để dành nè. Cho nên mình kiếm đất rẻ nó khó lắm chị. Kiếm rẻ khó lắm, trừ khi anh chị đi xa thôi. Chứ còn mà nó là gần lân cận thành phố Hồ Chí Minh mình đây thì như là sân bay Long Thành, nút giao cao tốc, rồi gần đó, nói chung là vân vân ha. Thì nó giá nó cũng bình ổn à, nó không có lên mà cũng không xuống, mà cũng không có hạ giá đâu anh chị. Cho nên anh chị nào mà nói mình chờ để mà nó hạ giá thiệt là thấp mình mua thì chắc Hiệp nghĩ là không anh chị không mua được nổi đâu. Vì hiện bây giờ người ta đâu có hạ giá đâu mà mua. Đứng này để đó, người ta vẫn còn để đó anh chị. Giờ đất đứng thì cũng nằm đó, người ta để đó. Như mảnh này nè anh chị thấy không? Mặt tiền đường nó dài, người ta mua người ta phân cắt xào ra cứ 2.000 mét vuông sổ. Đó, người ta cắt cứ 2.000 mét vuông người ta cắt sổ vậy đó. Anh chị thích thì mình mua cái này rồi mình bán lại cho anh em. Hoặc là mình về đây mình làm nghỉ dưỡng, mình chia ra từng khu khu vậy đó. Ở đây bằng phẳng đẹp anh chị thấy không, đường xá nó rộng rãi. Còn anh chị kêu để chờ nó xuống giá thì nghĩ chắc không xuống giá đâu anh chị ơi. Nó tùy theo địa hình địa thế, tùy theo khu vực thôi, chứ đây mình lân cận gần thành phố nữa, đi lên đi xuống rồi nữa cao tốc nó làm thông thương nữa là rất là tiện lợi luôn đó. Cho nên là anh chị là mình thiện chí mình mua, alo cho Hiệp nha. Có một số anh chị là cứ alo cho Hiệp xong rồi gửi Hiệp cũng gửi đầy đủ thông tin rồi xong xuôi anh chị liêm re à. Thật sự anh chị nếu cảm thấy mình thật sự có nhu cầu mình mua thì mình hẳn alo nha. Cái này Hiệp nói sự thật luôn á, anh chị nào mà có buồn Hiệp chịu, chứ vậy làm vậy mất thời gian của anh em lắm.
nào mình gửi đất, gửi đai, gửi sổ, gửi sách xong xuôi đã nên anh chị cứ không có mua. Anh chị kêu là mắc quá, mắc quá. Còn riêng một số những anh chị thiện chí thì gửi thì bận biểu gì đó thì hẹn Hiệp cái lịch để về coi thì cái đó Hiệp không có nói tới. Thấy không? Còn những anh em mà nào mình cảm thấy mình mua được thì mình mua. Nha, chứ không ai ép. Chứ còn mà anh chị cứ kêu gửi này kia rồi chờ đợi Hiệp cũng rảnh chờ đợi đâu, nói thiệt. Một ngày đi quay rất là nhiều miếng luôn. Đó. Còn anh chị nào yêu mến mình lên đó thì mình hẹn trước Hiệp nha. Đây là thật sự mà nói bằng cả tấm chân tình đó. Còn anh chị nào mà mình cảm thấy Hiệp nói xúc phạm hay nói sai cho Hiệp xin lỗi, nhưng mà đó là sự thật, công việc làm. Anh chị biết là Hiệp phải đi giăng nắng nôi rồi, nhiều khi có những đất như là Bảo Lộc à, lạc lên đồi lên đèo nó cứ lội lên muốn rã cặp giò luôn, mệt lắm chứ không phải đơn giản đâu anh chị. Mà đặc biệt là Hiệp với đi đất, anh chị thấy không, lúc nào Hiệp cũng đi tới từng miếng đất hết, là người thật việc thật, đi tới tận miếng đất để quay cho anh chị mình xem đàng hoàng, chứ không có cái kiểu mà đăng ào ào lên trên này mà không có biết đất đai, không có. Hiệp phải tới Hiệp xem rõ vậy nè, đó rồi Hiệp quay kỹ này, trên đất nó có cái gì nè, đó cây cối như thế nào nào. Bởi vì anh chị nào mà thương tình á, yêu cái bất động sản 60 giây á, anh chị cho Hiệp follow, thả tim đi theo dõi Hiệp ha. Còn là Hiệp quay là đến miếng nào Hiệp đưa lên là Hiệp phải tới đích thân miếng đất, cho dù nó ở đất Lắk, đất Nông hay bất cứ Nha Trang ở đâu, Tây Ninh ở đâu, Hiệp cũng đều phải đích thân đi tới hết, chứ không phải đứng ở nhà lấy thông tin rồi đăng lên rồi gửi cho anh chị xem, không có. Cho nên đó là anh chị mà yêu mến á, mà anh chị có thiện chí mình mua mình đầu tư á, anh chị cứ gọi cho Hiệp đi rồi Hiệp tư vấn kỹ cho anh chị mình nghe. Đó, Hiệp cảm ơn anh chị mình đã theo dõi hết video nha. Cảm ơn anh chị mình nhiều.